hòa trong không khí đón xuân của đồng bào cả nước, ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, xã Pha Long, huyện Mường Khương đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Gầu Tàu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Chí Sử, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Mường Khương, đồng chí Phùng Khánh Toàn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện về tham dự lễ hội. Theo thường lệ như mọi năm, lễ hội Gầu Tàu năm 2018 diễn ra gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ, chủ tế thắp hương và cúng xung quanh cây nêu, cầu xin thần linh phù hộ cho năm mới mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cầu chúc cho mọi người mọi nhà yên vui mạnh khỏe. Ở phần hội, với các tiết mục nhảy sinh tiền, thổi sáo, hát múa mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới do các đoàn văn nghệ đến từ xã Pha Long, Tả Ngày Trồ, Tả Gia Khâu đã đem đến không khí lễ hội thêm hấp dẫn. Đặc biệt với những bài hát múa cầu mùa của đoàn văn nghệ đến từ xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó núi liền núi, sông liền sông giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung và xã Kiều Đầu, Pha Long nói riêng. Và lễ hội Gầu Tàu chúng tôi thường được tổ chức hàng năm sau Tết âm lịch từ mùng 4 đến mùng 6. Mục đích của nó là để cầu may mắn cho dân bản, dân làng trên địa phương làm ăn phát đạt, con cháu giỏi giang học hành tiến bộ. Cái thứ hai nữa là tạo cái không khí để cho bà con sau ngày Tết, sau một năm mệt nhọc để bà con được có cơ hội gặp gỡ để giao lưu và học hỏi. Cái thứ ba là để giữ gìn khôi phục lại cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông chúng tôi đã để lâu nay đã may mọt mà hiện nay chúng tôi đang tiếp tục khôi phục và gìn giữ ạ. Và xin cảm ơn. Đến với lễ hội năm nay, người dân không chỉ được đón xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc mà còn được thưởng thức các món ăn ẩm thực nổi tiếng như thám cố ngựa, phở chua Pha Long. Để phục vụ nhu cầu du ngoạn của người dân, nhiều quán ăn đã được mở tại các địa điểm trên núi cao, các sườn đồi, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các nam thanh, nữ tú người Mông. Dù bận rộn đến mấy thì năm nay tôi cũng ra đây để tham gia lễ hội Gầu Tàu. Đến đây tôi luôn cầu chúc cho mọi người mọi nhà mạnh khỏe, cầu cho mùa màng luôn tươi tốt, con cháu học giỏi. Lễ hội Gầu Tàu xã Pha Long được tổ chức nhằm phát huy truyền thống bản sắc văn hóa của đồng bào Mông, qua đó phản ánh các hoạt động văn hóa tinh thần, phong tục tập quán tốt đẹp, lâu đời của đồng bào. Đặc biệt, lễ hội còn là dịp để cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.